Hôm nay nhân một ngày sếp đi vắng, mình làm một cái clip nhỏ nhỏ giới thiệu với anh em một cái deck challenge mà mình vẫn hay sử dụng để đánh. Nhưng mà hôm nay tự nhiên được phát 12-0 vớ bở, thế là sướng. Làm luôn clip giới thiệu ngắn ngắn cho anh em về cách đánh cũng như là cách chống lại những cái deck phổ biến trong cái meta hiện tại. Thì đây là cái deck của mình, thì khá là căn bản, khá là cơ bản với giống cái Giant Beatdown ngày xưa, với hai con chủ yếu là Giant và con Bowler, cùng với đó là Poison, cái bình Elixir và những con hỗ trợ khác. Thì đây là cái kết quả 12-0, khá là viên mãn. Những ngày khác thì đánh toàn 1-2, hôm nay tự nhiên được 12-0, khoe luôn. Thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một số trận đánh mà với những cái deck khá là phổ biến. Khi mà đánh Giant thì các bạn khá là ngại những cái deck mà thủ với Infernal, thì đây là một trong những cái trận như thế. Trong trận này thì đối phương sử dụng Infernal độc và con Battle Ram. Battle Ram cắn trộm rất là khó chịu, chỉ với 4 Elixir mà nếu bạn không để ý sẽ bị ăn đòn. Một tình huống mà đối phương sử dụng Mine là hôm vừa rồi mình có thể kéo vào trụ, nhưng mà mình thấy là con vị trí con Mine nó không có đúng, nó khá là xa trụ và bị che bởi trụ kia, nên là mình đã không kéo. Thay vào đó mình thả một con Giant ra để câu cái Infernal của đối phương. Vâng, con Battle Ram. Hiện tại mà khi các bạn thấy đối phương sử dụng Miner thì một là đối phương có Infernal, hai là đối phương dùng deck Bahamut, những deck khá là phổ biến hiện tại. Đây là một tình huống mà đối phương thả Infernal chỉ để giết con con ruồi của mình. Mình đã quyết định lấy đó làm lợi thế Elixir. Các bạn có thể thấy là khi mình thả con Giant sang thì cây Infernal đối phương vừa sắp hết máu, và vì vậy mình đã có hoàn toàn áp đảo được và ăn được một trụ của đối phương. Tiếp đến mình cũng thả Giant tí từ dưới đi lên, và khi đến nơi thì Infernal của đối phương cũng gần hết máu. Tiếp tục sẽ là một trụ nữa chăng? Đấy, như vậy là khi mà dùng Giant để đánh mấy cả Infernal thì bạn phải biết tận dụng cái ưu thế về Elixir. Trận tiếp theo mình muốn share là trận với deck Expo Infernal. Đấy, deck này cũng khá là phổ biến hiện tại, leo top dùng khá là nhiều. Ngày xưa mình cũng xài Expo, mình cũng khoái lắm mà dạo này lười, dạo này cũng ít chơi. Vừa vào trận thì đây là một tình huống mà đối phương đặt ngay cái Infernal ở giữa nhà. Các bạn để ý nhé, khi nào mà mới vào trận đấy, các bạn đừng tự nhiên đặt trụ như thế. Mình đã tận dụng cái điều đấy, và mình canh, mình thả lính sao cho khi mà lính của mình sang đến nơi á thì Infernal của đối phương gần hết máu, thế là mình có thể xông vào và mình làm thịt nữa. Mình đã dùng giáp, và trong tình huống này thì mình hoàn toàn mình có thể ăn được một trụ của đối phương. Và có lợi thế rồi thì cứ thế mà giữ thôi. Nhất là đối phương sử dụng Expo thì mình có hai con trâu, đó là Bowler và Giant, thì mình chả sợ gì cả. Mình cứ thủ từ từ, và như thế thì mình sẽ giành chiến thắng. Ví dụ còn trong những cái trường hợp mà đối phương không thật lỗi như vừa rồi á, thì các bạn tốt nhất là cứ thủ, tại vì đối phương có Infernal và những cái con nhỏ kia thủ rất là khó, mình rất là khó đẩy, thì mình thủ và mình poison mình rút máu đối phương, tức là đối phương tức quá không chịu được đánh lỗi thì mình bắt đầu mình tận dụng. Đây là một trận thắng thực ra là khá là dễ dàng, nếu như mà
Mình cũng hay đánh với Expo, mà chắc là phải chờ một clip khác. Nếu như mà có trận hay hơn thì mình sẽ share lại. Tiếp theo là một trận đối với Golem, Golem và Mộ, Golem Mộ. Thì không nhớ lắm trận thế này thế nào. Hình như vừa vào trận thì đối phương thả Golem ra. Thả Golem thì con Golem thì chậm chậm lù dồ ấy, mình đặt ngay con Bình Elixir để mình tạo lợi thế. Khi mà đối phương thả Golem thì ý tưởng trong đầu mình đấy là đối phương sử dụng deck Golem set. Nhưng mà sau đấy mình thấy xuất hiện con Musketeer thì mình cảm thấy khá là lạ lạ, chưa hiểu deck này các bạn sẽ sử dụng gì. Vì thế là mình giữ lại Poison. Nhiều lúc các bạn là Golem 3 súng thì mệt. Khi đó đó Golem mộ thì mình thả ngay cái độc vào mộ thì đối phương sẽ không làm được gì cả. Trong lúc đấy thì Giant sẽ lãnh nhiệm vụ là thủ được con Moose và con gì đó, con giật điện. Đến lúc này thì mình đã hình dung ra được deck của đối phương và mình cứ từ từ mình đẩy. Đối phương trong tình huống này không thủ tại vì có thủ cũng không được. Trong tay có mỗi cái 14 anh em siêu nhân. Nhưng mà cái tình huống thả Golem như này là khá là lỗi. Tại vì sao? Tại vì thả Golem như thế thì mình ăn xử nó chết bốt con Golem rồi còn làm ăn được gì. 8 elixir quá là phí. Mà nhất là khi mà bạn... Khi mà biết đối phương đánh mộ mà mình đã kích hoạt được trụ kinh ở giữa ấy, thì mình không còn nguy hiểm gì nữa. Thì trận này cứ thế là tà tà mà tiến thôi, không có gì cả. Tiếp theo đây là một tình huống đối phương cứ thả mộ, là mình thả độc. Xem làm gì nhau. Rất là khó chịu. Thì đây là cái trận này. Tiếp đến là trận đây, một trận cấu rỉa máu này, bạn này cũng đánh khá là tốt. Trong trận này thì đối phương sử dụng Bandit. Con Bandit này mới ra, thực ra mình nó thấy con này hợp với mấy cái deck cấu rỉa là chủ yếu. Một tình huống đối phương ném mắm tôm, thì mình kéo ngay vào trụ cho King ăn mắm tôm, sau đó kích hoạt trụ King. Đương nhiên là bao giờ kích hoạt được cũng ngon rồi. Tiếp tới thì mình đặt Bình Elixir, hình như tình huống này hơi lag. Nên là không nên để mấy con nhỏ nhỏ, mấy con Spare Gobi nó ăn thịt như thế. Bản chất của cái deck của đối phương đó là rỉa máu, cấu rỉa. Liên tục là những màn 2 với 3 Elixir và lém qua. Đây là một tình huống mình thả Giant hơi bị hố. Không phải là lỗi mà bị hố. Ai ngờ đối phương đặt ngay cái Inferno ở giữa như thế. Tiếp đến lại ném mắm tôm. Thì khi mà đã trích hoạt được trụ kinh thì đối phương ném mắm tôm qua, mình cứ từ từ mà mình xử thôi, không phải vội. Mất cùng lắm 200 máu. Mình tiếp tục đặt Bình Elixir để mình giữ lợi thế. Và khi mà đối phương sử dụng deck cấu rỉa máu ấy, thì các bạn cũng nên chú ý đừng để máu xuống thấp, máu của trụ mình sâu xuống thấp quá. Tại vì có thể đối phương sẽ thủ spell gì đó giống như là rocket hay là set để kết liễu. Mình cũng... Nếu mà hạn chế được thì nên hạn chế. Rồi, đây là tiếp tục một màn thả ngay giữa nữa nhưng mà không ăn thua. Tại vì... Đấy. Thế này đối phương rất là khó xử lý. Mình ăn được một trụ. Vì còn lại chỉ là vấn đề thời gian thôi. Khi mà bạn ăn được một trụ của đối phương với deck Giant ấy, thì việc đẩy trụ còn lại nó cũng đơn giản hơn nhiều. Dù đối phương có thủ Inferno. Tiếp tục cấu rỉa.
Nên như vậy là chuyện này cũng không có gì cả, chủ yếu là mình biết cái tận dụng, biết lúc nào nên đẩy, lúc nào nên dừng. Thế là chủ yếu, chứ cần nếu mà đối phương thủ chắc là cũng khó ăn lắm. Đánh Inferno, gặp Inferno khó ăn lắm. Tiếp đến là một trận, trận này không gặp nhiều deck meta lắm. Đây là trận thứ 12, trận thứ 12, deck này hiện tại cũng khá là phổ biến. Deck 3 Musume Battle Ram. Với cái deck của mình thì nhiều lúc gặp deck Battle Ram hai con đẩy trụ á, mình cũng không biết xử lý thế nào nên là cũng mất một số máu, cũng khá là ngại. Như trong tình huống này đối phương chỉ cần thả một con Battle Ram độc lập thôi, nhưng mình cũng không có, thực ra là chỉ ngăn được cái nhân đôi damage của nó thôi, chứ còn trụ cũng mất gần 1000 máu. Nhưng mà nếu mà xài dùng hết sức để cản nó thì cũng mệt lắm. Như vậy các bạn có thể thấy là trong tình huống này mình đã có lợi elixir, có lời khoảng 4 elixir. Tiếp đến sẽ là Giant cứ từ từ đi lên. Mà nhất là thấy có Giant, không phải, thấy đối phương có Battle Ram, có đây một tình huống đối phương thả ba mút ở giữa sông thì mình khá là đơn giản, kỹ năng này mình kéo ba mút về một bên và thả, nếu có Fireball thì xử lẹ hơn, mà Poison thử chậm hơn nhưng mà vẫn hiệu quả như thường. Đối phương tiếp tục, mình có lợi thế về elixir thì mình sẽ tiếp tục nâng cao cái lợi thế đấy. Tiếp tục đặt bình, cấy bình. Khi đối phương vừa cấy bình xong thì mình thấy mình có lời nhiều elixir, mình đẩy luôn, không phải xoắn. Đối phương lúc đấy thì chưa có gì để thủ cả, tại vì con giật điện thì mới ra, mấy con kia thì không có tác dụng, không có cái vẹo gì cả, nên là thế mà chơi thôi. Lại một tình huống đối phương thả ba mút túm một chỗ và mình cứ poison thôi. Fireball được thì lẹ nhưng poison thì cứ thong thả, không phải xoát. Thì còn lại thì mình nghĩ là thủ khá là nhẹ nhàng. À, cái này hình như có mất trụ không ta? Cũng mất trụ này. À, tự nhiên mình lại đưa mình vào một cái thế khá là khó, mình không thủ được trụ bên kia. Tiếp tục là ba mút, lại một tiếng thả lỗi của mình khi mà mình đập ngay ba con bé bụng béo vào giữa ba đứa cho nó làm thịt. Mình tình huống này thì mình quyết định mình đặt cấy bình, tại vì mình muốn nâng cao lợi thế để mình từ từ mình đánh, nhưng mình không có dứt điểm được nhanh. Poison. Như vậy là tình huống đó mình đã ăn được trụ của hắn. Khi mà mình có lời nhiều thì mình dễ mình đẩy lắm. Một trận tiếp theo mình muốn chia sẻ là trận đánh với cả deck này cũng khá là phổ biến. Deck này không có lốc. Deck mộ, bowler mộ, đi chung với cả con Clyde dạo này bá đạo. Ai cũng kêu. Bên dưới cúp thấp thì không kêu, nhưng mà cúp trên thì ai hầu như deck nào cũng gặp. Thấy đối phương ra được ba con này là mình biết là đối phương xài Gray rồi, xài mộ rồi. Mà biết đối phương xài mộ thì mình phải thủ, chắc chắn là phải thủ dọc, không bao giờ được dùng. Tại vì trong deck của mình cũng không có con nào nó counter cứng của mộ cả, mà để đối phương cứ mộ độc phát thì mệt. Một tình huống mình kéo các quân lính vào để xử, nhưng mà thực ra mình cũng muốn xài cái con ném lao, nhưng mà con đấy nó không có hiệu ứng đẩy lùi giống như bowler.
và đam nó yếu hơn, nên là mình vẫn trung thành với con bowler này. Tình huống này khá là nguy hiểm khi mà mình bị chịu thiệt elixir. Đối phương mặc dù biết mình thủ độc rồi mà vẫn cố tình thả độc cho vào, không có được cái lợi gì cả. Tự nhiên mình biến được cái tình thế này từ mình đang bất lợi trở thành có lợi khi mà mình có lợi hơn về elixir. Trận tiếp theo mình muốn chia sẻ là trận với lava đi. Deck lava này cũng từng là meta, mà dạo này người ta dùng set nhiều hơn là fireball. Deck của mình thì có 3 con thể chống được lava là con ruồi, ruồi ba mấy cả cái lốc. Lốc chống lava khá là ổn. Bài này hơi xấu. Bài ra mà thả con bowler đi về lava là kiểu gì cũng biết, cũng bị nó vả chết. Tình huống này thì mình thả để con ruồi ruồi trâu của mình vả mặt con ruồi đối phương. Mình công bằng Giant thì đối phương thả cái nhà xương. Mình thấy cũng có vẻ khó công thì mình tiếp tục cấy bình thôi. Con Giant để đấy cho nó đi lên, mất gì đâu. Tình huống này mình thả độc ra để mình giết mấy con lâu dâu kia. Tiếp tục cấy bình khi mà mình biết mình có lợi thế. Tại vì khi mà đối phương có nhà xương á, bạn khó có thể mà công được bằng Giant với cả ruồi trâu. Hai con đấy lên nó cứ thả cái nhà xương ra là cũng khó ăn lắm. Còn nếu như mà đối phương không có nhà xương là mình thả hai